nhà rồng sợi trồng nè trồng gì trồng phơi mò thế chùa thông con đâu cú nhà nè xứ nó bạn ơi rồng xiên hôm nọ của lần chín nè sẽ được cú nhà là cái cho chùa rồng rồi xứ nó và ư như tàu sĩ kia lời của nè sẽ được trồng nè cho sơ sông tàu hay tiệc có ư kia thế cho chùa à ư từ tàu sĩ kia rồi ư từ khang lợi thế chỉ tà lên đó nè cú sáu tông tông học của thà thế một chỗ đó nè cho họ bắt sai thế bắt trà tông thì thế thế subscribe cho cú từ YouTube nó tới về lợi đây cần ngộ thế nè ấy quan sẽ được cho chua nói hả bác yên nữa bác yên ít thế thì nè chỉ dùng lo gì của dân bảo thì bác yên sư họ tốt cho thế cho nó là hồ chua của mùa nó nè chỉ trong cái mùa nó có ca thì để chỉ cho chua nó mà ứ sĩ đó nó va rồng vì hạt tiền sư nó va như mua plà mua nửa lúc plà tôi chỉ như có chỉ tàu nửa lúc plà mua đồng lì chỉ có thật tư lần tiền chắc có nó sư chỉ nửa nhưng tự hư lưu ý chỉ lòng gì sư chỉ nếu mua hậu lử mà nếu mua tôi chỉ bình thì họ à chỉ lo hồng một thâu nếu mua thì chỉ không mua chỉ là hụt khe của mà phải sai nữa chỉ là hai tỷ nhân này luôn mà nếu cho lá trậu thì lá gì nữa mua bao dây sư nữa chỉ bỏ cái dầu đi trà chỉ cho thầu cơ nếu mua hậu lử chả nên phải lo chế chỉ cũng nếu lo mà hiểu mua plan nếu lo sư sơn gió sư cầu tử một thì tiền này chủ yếu nâng ta chỉ nếu lo chế chỉ nếu mua mua plan chỉ hiểu nữa giờ mua bao dây sư chỉ bỏ cái dầu đi trà là chỉ thì lo chế vậy thì li nếu thế hai cho cụ hai tiền có cụ mua tụ bớt nhiều nó là cho họ nên chỉ nâng chế chỉ bao thì cụ cho tôi cho chuồn nó là chế cụ thì cụ mua này chế tụ nhà chế tỏ họ lử thiết khi cho người hai tiền có mua có bao nhiêu mua cho bớt nhiều thấu được các hậu sự là chế là do chế cụ thì cụ mua là chế cụ thiết thấu cho bớt nhiều là cho người hậu chế sau thầu cơ cụ thôn hướng đầu dạy cho chúng tôi nửa hậu mong tới căn thuật thật kỳ chế ư ở nền tu của tôi bên thành công giờ ban đa ư một chế nhỏ là các chi thôi chế căn thuật thật kỳ nữa ư sơn dân gió chế nhỏ chế nữa mà mong được lúc la chế nữa sơn lọ chế nữa giờ tua hù của tôi bên xài hai tia ban đa ư lo bên nó của hai co chế nữa chưa hai cú nữa nữa hai cho tôi xài xí chế nữa hù hù giờ của nên xài thế kia một thì giờ chi nà nữa chế của thế đi cho giá chế nhỏ chế của thêm một sai nó nữa ít đại xài bao giờ đặt chú luôn lý lúc xài bao cứ và có giỏi tật kia ít đại nữa nhớ là nó xí tệ vậy nữa hai tiền nếu dù tới từ mình nhỏ nó không hà lên nó đâu có tồn xài xí chị của sai nó giờ nó cho gì lo đại bao trên tờ chị chỉ lên tờ lo chị nếu lúc lá thì lên rồng lo lợ nếu nhớ nó thì của mà nó còn nó nên tháo bên lo và thay chỗ này rồng đi trả thì chị nhớ tờ tròn trả thử xưa nữa chỉ cho hai tiền rồng ta sẽ xuống tù nữa nhớ tờ tù hầu hầu thế rồi ít chia hầu cũng chỉ ba thế là cũng chỉ bao vì hai tiền còn tờ mà bấy muốn trả em trả bình trả ô nữa chị cho hầu tù e chỉ hầu tù ô chỉ hầu tù bì là đi trả tiền nữa chị ít chia sĩ thế rong ít chia thế sĩ chỉ rong mà trợ lý xíu nó vai chỉ hỏi mò thạc kỳ sĩ cho tôi để bao giờ nó lò thế chỉ nó không cho tới cho bao giờ thế nó nói chỉ mò khó chịu lấy cho tàu cho tới cho tàu họ không năn tên lưu nhiều luôn nông rong thế nó nói chỉ ngồi lên tàu lò chỉ nó chỉ mò khó thì bao giờ nó lò vô tàu lò rồi chỉ chỉ lên tàu lò chỉ nó plá cũng rong nó cho ta nó thế cũng còn họ biết lò trốn này cho mà thả chuẩn gì nhớ rồi cho anh em chị thế cho cứ tin cho sẽ đàn là nó cũng sử dụng nó vào nữa, cho lý bản nhà hai là chỉ cho bao nhiêu là chỉ cho lý hậu ta chỉ quý cho gì là bao nhiêu lên đầu tiền, chỉ thầu là thứ thứ đại nó mà ít lo lo lên đầu chỉ cho gì mà ít lo yếu là chỉ tàu nữa đó, đó, mà ít mua cho nó chỉ mà đi lo tàu chỉ thầu đầu mua chỉ sẽ phải cho lo cho nhiều mấy mấy rồi nó lú rồi rơi hổ đi lo chỉ mua tài chưa mất khó chưa chỉ có mà chia trong đời và tới trong im lì im mình chỉ do số mộng chỉ có mà trả lời cho chị nếu tới cho chị có mà chỉ tạo chị ní cho dùng lên số dây dùng lên mình nhập dây này mà dùng lên đó ấy cũng mà cũng có hai lý trái cũng cho khi này thì im mà lên đó chỉ bảo thì ở lý bên này hai đó nên học của học nên là của hai dùng lên trái thì chỉ mà của học mới dùng được tiền à ấy xin chỉ cho trong xe nữa nếu mà chỉ nó lo hà bên lo nó trốn này xứ của mà đi thả chuẩn gì hay thì cho nó rồng đã trình chuẩn gì thế cho nó chơi lỡ khó nó lỡ hại á của chị tao xí nữa cho nó chơi lỡ hại thì rồng hoặc cá thế nó nói mà thì xí chị tao xí cho cuộc kia thì lỡ nó sợ của mà của chị tao hại thì hoặc cá từ hồ rồng nó trốn này đó của chỗ có rồng mà giờ rồng trở lại của hai nữa thế năm bữa chị lên đến năm bữa bé chị giờ hại thì rồng trâu cho nó sẽ sờ cá thì hồ có lúc ăn trộm thế thôi nên xã hùng cầu là hai cái chia hầu nó đó chỉ của tôi hai cái chia hùng cầu đó chỉ của chỉ to hầu thế nó này chỉ của kia lên nhau chỗ này lại của tiệc có xã hai cái chia thế có xã lười nhà chỉ có một chỗ bây giờ thâu hầu nó thì chỉ của chỉ thâu thế tiệc chỉ của kia chỗ này lên nọ khó thiết lót tôi chỉ giống trong anh buồn nọ nè vì là hứa chuộc quân buồn nó chỉ
thấu của chị bao thì chị tỏ cá nó của nè tài nó của tu nè lo và của chị tu nè tì kia kia của tiệt tôi thấy cho nó lỡ hồ nè chua con buồn nó lỡ trong cái buồn các cá này chị thầm được cũng mà đi ứ mà mình vuông cái buồn là hầu rồi tôi tông buồn lo chứ mà muốn cho chua nó cho là trâu rồi chị ố ôi chả các cá của tiệt chị thả trâu lưỡi già đi cho tí cho nó trâu sẽ chỉ nè vừa tao tuần xem buồn chị các cá tiệt nữa nè chị còn nói cho khó vừa cụ thể đi và thế chị sẽ hại tiệt nhà này cho cháu cho nó nè trong chỗ này khó quá trong cái nó thế nè ý thế thì mày cho bảo yên mà thầu dùm nhà giàu dùm bảo lo chị như chị bảo thì trong ác chi đó chị thầu tư tua cái nó lo tên đó nó chị đề bảo yên lo bảo cái lo nhà tao đu lo nhà chua cái nhà tí nhà có tao ở tên đó cho là xí xào chị cho chua cho nâng nó có ba sư nó này rồi chị còn nói khó quá dùm bảo sư thì chị tỏ cá nó và mò lên đó ưu xí chị nó và rong thiết họ chị ta lên đó cú thở ý cú mò mò plá cú sa thì chắc kể plá thế nó phí nó này chị cú cú nhiệt tai ôi cho cú chỉ tu tí lâu tu bắt nhảy cho hắn bé nhiệt lo nữa này nếu cú hỏi thì có một mò cho nhỉ bây giờ nó cho là mù cháu được có hầu thế cho mù trần cái con nó rong phí có lúc plá thế mò có lúc plá thế nó này rồi chị cho lên đó chị tới rồi toàn nhà ta hai lên đó chị lỡ cho nó thì móc lá sẽ nó chạy cho móc bao giờ đi nó van tới tiền xi mà nhà ta hai lên đó cũng chị cũng lo mỗi cho nó chờ cái tên nó thế nè chị dùng cái cũ cũng chỉ móc lá là thế tiếc thì xưa dù chờ lùa chị dù nó ta là dù như nó cá là nó mò dù nó tò mò thế chị tới rồi cũng do ý à ý khó ba mình chỉ thế nữa khó ý chị giờ nó bây giờ chị giờ liệu của hai nữa nó van nó bao giờ bông họ cũng tông nó chứ giờ cũng nhà tài thì phí chứ mất cho cái của nó chứ cũng nó lên đời sau nó đi cho của hai cho họ chứ cũng chỉ tao xí nữa chứ cũng hai linh nó nên xứ cũng phải thế chứ xí thì ở chỗ này sẽ đời thế thì chỉ thua thế thì chỉ làm luôn ư thế rồi hai năm tao hai mùa hai lo thì cho cũng đủ xứ chứ trong gọi đi số tự hai còn đấy chứ chẳng nên làm luôn chứ hai linh nó nên xứ khờ khó trong cho mù xí xí bộ ba này nữa và hai tiệp ba là họ ba họ chỉ ba là tới rồi giờ chúng ta chỉ thư thế cũ và thế chỉ xé tiệp chúng tôi có bỏ hưởng nên số tù mua giờ tư là có thọ chúng tôi họ phải mua rồng trong này thế ba thế có sau này thế có này tên mỏ tên cần là họ rồng thế ba trong này số tù nữa để biết mà là xin chỉ đùa nhớ rồng này có phải hát trên chưa nhìn thấy rất là ok nhìn thấy nữa nhớ rồng này ê cũ chỉ tàu khe là lần đấy trong này cho chùa ta chỉ nói là cũ khe linh ở trong này sự ở trong này nó giờ này nhẹ thế bắt subscribe thì bắt chat tông đi tệ trâu bế mà lý sinh dị đùa